mỗi một trong năm giác quan được nhạy cảm và dẫn chìm theo một đường riêng và có một vùng đặc hiệu trên nhật trên não nhạy cảm và phân tích. Cái thế này ông Müller ông đề ra năm đầu thế kỷ cuối thế kỷ 19. Sau này ông Ray ông phát triển và ông đạt thực nghiệm chứng minh được rằng là năm giác quan của chúng ta thì các cảm giác như là xúc giác, nhiệt nóng, nhiệt lạnh hay là cảm giác đau thì có các bị sức cơ nhạy cảm riêng biệt. Cái thứ đặc hiệu thì thông tin về nhạy cảm đau cho tổn thương bắt đầu từ các thụ cảm thể nhạy cảm sao riêng biệt. Các tận cùng thần kinh tự do mô da mô cơ khớp và thành các tạng bình thường các cơ thể này im lặng không hoạt động chỉ bị kích thích khi mô bị tổn thương. Gồm có bốn loại, một là các thụ cảm thể hệ kích thích cơ học, hai là hóa học, ba là nhiệt, bốn là áp lực. Đặc điểm thứ hai của các thụ cảm thể chính là các thụ cảm thể nhận cảm giác hiện trạng cảm giác đau có tính không thích nghi. Thì đa số các cái thụ cảm trong cơ thể chúng ta thì càng kích thích đó, thì sức dũng nó càng tăng lên, có nghĩa là cái cường độ sau nó phải lớn hơn cường độ trước thì nó mới gây đáp ứng. Cho khi đó là cảm giác đau á thì càng kích thích thì các cụ thể bị đột quá ngày càng nhiều, cái đó là dưỡng đau ngày càng giảm và làm tăng cảm giác đau. Có hai cái hội chứng điển hình của cái sự tăng cảm giác đau đó chính là chứng tăng đau hội chứng hyperalgesia là đau nguyên phát cho bổng nông, hội chứng hồi thị là đau nguyên phát cho tổn thương bị xấu. Cái ý nghĩa của cái sự khác biệt này là để duy trì thông báo cho trung tâm biết các tổn thương gây đau đang tồn tại. Các chuyên gia hóa học thì còn có các kim nhiên, các một số gốc alanin và chất B thì cơ chế chính là tác động lên cơ thể nhạy cảm đau làm tưởng cực các cơ thể này gây cảm giác đau. Cái đầu tiên chúng ta nhắc tới chính là bradykinin, là một trong các kinin huyết tương có vai trò quan trọng trong phản ứng viêm. Thì phản ứng viêm đặc trưng bởi sự giãn mạch tăng tính nó hành chất với gây đau cùng với histamine, leucogen với prostaglandin cũng là các chuyên gia hóa học có thành viên. Thì từ đầu là chúng các bạn có thể thấy là cái yếu tố gây viêm ở trong cơ thể và ngoài cơ thể như có đông máu số 12, chấn thương hóa chất, kháng viêm kháng thể nhiệt độ thì kích thích và kích thích thì trong kích thích cơ thể chúng ta thì làm cho các kali renogen này nè nó có sẵn trong các huyết tương và tụy tạng biến thành kali ren. Kali ren chính là một enzyme tác động các kininogen tạo thành bradykinin tham gia phản ứng viêm. Cái thứ hai chính là prostaglandin. Cái chất này là một nhà khoa học là đầu tiên phân lập năm 1935 từ tinh dịch và đặt tên là prostaglandin. Nó lấy cái gốc từ prostat tiền liệt và cái chữ glandin của tiếng. Hiện nay đã phân lập được khoảng 20 loại prostaglandin. Thì các bạn đã biết thì trong phản ứng viêm á thì đặc trưng bởi cái sự giãn mạch mạch tăng tính mạch mạch với lại thoát bạch cầu đa nhân trung tính ra gây đau tạo nên các cái triệu chứng kinh điển chính là sưng nóng đỏ đau. Trong đây thì có prostaglandin là đóng vai trò rất là quan trọng. Nhưng mà chúng ta chú ý tới cái hai loại hai nhóm cái prostaglandin quan trọng chính là prostaglandin loại A và E làm tăng tính mạch mạch, prostaglandin E và E2 làm gây sốt giảm giảm những đau của bị sưng tơ. Thì như lần này chúng ta thấy là cái prostaglandin được tổng hợp trực tiếp tại các lipid màng. Cái tác động của các yếu tố gây viêm ngoại cảnh và trong tế bào như là hormone, globulin, miễn dịch và ứng tác nguyên hóa học và gắn thương, thamin. Cái xúc tác của cái enzyme phospholipase tạo ra aldolipid. Rồi sau này tạo thành hàng loạt phản ứng để tạo các prostaglandin tham gia phản ứng viêm. Thì trong viêm nhiễm á thì chúng ta có thể dùng aspirin với aminoglobulin là cái chất điển hình cho cái chất chống viêm nitric này tác động với cái enzyme cyclo oxygenase này để mà giảm bớt cái sự đau với lại giảm bớt sốt của người viêm. Ông ngoài ra chúng ta có thể dùng corticoid để tác động cho cái trực tiếp cho cái polybase này để mà hạn chế quá trình viêm và giảm đau cho người bệnh. Chất B là một cái chất có hỗ trợ histamine được tiết ra tủy sống khi có xung động từ sợi A lên tau và C, từ lâu được xem như chất trung gian thần kinh người đau. Thì cái phần sau khi nói về cái sợi C fiber trong đau mãn tính, tôi sẽ nhắc về cái chất B này, sự gắn chìm cảm giác đau cùng mọi việc vào tủy sống. Thì sự gắn chìm cảm giác đau cùng mọi việc vào tủy sống được đảm nhận bởi thân của neuron thứ nhất ở mạch gai rễ sau, thì chia làm hai loại, một là sợi to, hai là sợi nhỏ. Sợi to là điển hình bởi alpha và beta có đường kính lớn, tốc độ truyền nhanh, rồi có cái bao nhiêu liên nữa ra trong chủ yếu chúng tham gia vào quá trình cảm giác sâu với lại xúc giác tinh tế. Cái sợi nhỏ thì gồm có alpha và c thì có đường kính nhỏ, tốc độ truyền thấp,
do có hai cái sợi dẫn truyền cảm giác, nên khi mà có một kích thích cái cường độ mạnh á thì nó sẽ gây hai cảm giác đau đồng thời, gọi là cảm giác đau đứt hoặc là đau kép. Thì đầu tiên á là cảm giác đau, có cảm giác đau nhói lên, hai là cảm giác đau mà đau rát. Đau nhói lên là do cái thằng A delta nó dẫn truyền rồi để cho chúng ta nhận thấy được cái kích thích đau truyền cách tính sai cái kích thích đó. Còn cái hai á là cái đau rát đến sau cái đau nhói, thì dẫn truyền cái C này thì cho chúng ta cảm giác đau đau từ từ nhưng mà nó nhói lên rất là khó chịu, thì để cho chúng ta tìm mọi cách để loại bỏ cái cảm giác, loại bỏ cái tác nhân gây ra. Dẫn truyền cảm giác đau từ tủy sống lên não, dẫn truyền cảm giác đau từ nhiệt, dẫn truyền cảm giác đau nhiệt xuất huyết thô là do sợi A delta và C đi từ ghế sau rồi từ sau tủy sống. Ở đó thì các sợi ăn xong của neuron thứ nhất hay là neuron ngoại vi kết thúc với kết thúc neuron thứ hai trong sừng sau tủy sống sẽ các lớp khác nhau. Đây là số lớp của các cái tủy sống mà các sợi A delta và sợi C tiếp xúc. Sợi A delta thì nó tiếp nối với synapse đầu tiên trong lớp thứ nhất và lớp thứ năm, còn cái sợi C tiếp nối với synapse đầu tiên trong lớp thứ hai. Sự trục của neuron thứ hai là chạy qua mép sắt trước và bắt chéo sang cột bên đối diện rồi đi lên là chạy thành bó thể thị. Để có thể thị, một sợi có thể cho các nhánh đến tận cùng của cấu tạo lưới và cả thể thị. Nhiều đường dẫn truyền này có quan hệ với nhau ở nhiều mức, tuy nhiên bó thể thị trước và nó vai trò quan trọng nhất. Khác với dẫn truyền cảm giác đau và nhiệt thì dẫn truyền cảm giác cơ khớp cương xúc giác tinh tế do sợi A theta và beta không đi vào chất xám tủy sống, trừ các sợi tạo thành các cung phản xạ quanh mà đi thẳng cầu cột sau cùng bên đi lên thành bó gôn và bơ đắp lên thành não và tiếp xúc với neuron thứ hai ở trong các nhân gôn và bơ đắp. Từ các nhân này cho các sợi bắt chéo qua đường giữa tạo thành bắt chéo cảm giác hay là dãy bên trong và lên thành triệu bộ não. Đây nó không đi vào tủy, không đi vào chất xám mà đi thẳng lên thành bó gôn và bơ đắp, tiếp xúc với nhân, tiếp xúc với neuron thứ hai ở nhân gôn và bơ đắp ở thành não, sau đó tạo thành dãy bên trong lên thành triệu bộ não. Chúng ta nhận cảm đau, thứ nhất là đồi thị. Đồi thị là trung tâm nhận cảm đau trung ương, có các tế bào thuộc neuron cảm giác thứ ba. Quả não không có một chi vị nhận cảm đau đánh giá đau vị chất. Có người cho rằng là do cái đường dẫn truyền cảm giác đau có quá nhiều synapse mà không cố động ở cái vỏ não nên nó không thể nào mà nhận biết được cái điểm bắt đầu của cảm giác đau, nên mà đặc biệt là cái cảm giác đau điểm bắt đầu đau của cảm giác đau mạng. Từ neuron thứ ba đồi thị cho các sợi hợp thành bó thị vỏ đi qua một phần ba xa của từ sau bao trong qua bàn tia tới vỏ não hồi sau trung tâm hồi dẫn lên một ớt một ớt hai và từ dẫn đến một nửa định đáp ứng. Khi cái này nó nói cũng khó tưởng tượng ra, các bạn chỉ nhớ là ở trên vỏ não thì sẽ có hai cái vùng là ớt một ớt hai là nó phân tích một ớt một phân tích ở mức độ đa phương vi, hai là phân biệt về vị trí cường độ cảm giác kích thích. Có nghĩa là đồi thị thì chỉ nhận cảm nhận biết được là chúng ta có một cái kích thích đau thôi, còn á cái vỏ não thì nhận biết được cái mức độ, cái vị trí cường độ và tần số kích thích luôn. Nên một cái người bệnh á mà khi mà mất cái vỏ não rồi vẫn biết được cảm giác đau nhưng mà không biết được nó đau như thế nào, đó ở đâu, cường độ bao nhiêu. Khi mà có một cái hội chứng đặc biệt của đồi thị nãy tôi có nhắc tới là nó cái sợi dẫn truyền cảm giác đau á là từ ngoài truyền vào thì ở tủy sống nó có bắt chéo ngang, nó có bắt chéo vào bên đối diện, nên mà khi mà tổn thương cái đầu thị á, thì nó có một cái cảm giác đau rất đặc biệt ở bên đó bên, tức là cảm giác lạnh nóng bẩn nó khó chịu hành hạ mà bệnh nhân khó có thể mô tả với cô chú được. Đau thường đang tỏ và đang xuyên, không đáp ứng với các thuốc giảm đau thông thường, đôi khi giấc ngủ lại đau nhiều hơn, vận động thì giảm, khá cảm giác những người bên đối diện có tổn thương cái hiện tượng là cảm đau. Là điểm đau nội tạng, là điểm đau nội tạng khác với đau cô chú ở da chính là mơ hồ, đau mỉ, đôi khi thành cơn do bản chất là đau co thắt. Kích thích gây đau ở thân thể như cách nhiều bớt những tác động vào nội tạng sẽ không gây đau, nhưng những yếu tố căn chứa thiếu máu và viêm gây đau. Có một nghiên cứu người ta cho rằng là các cái kích thích mà khu trú ở trong tạng thì ra là không gây đau, còn các kích thích mà nó phân bố rộng trong tạng thì nó gây rất là đau đớn. Ví dụ như là một bệnh nhân thì không cảm thấy đau một chút nào khi mà một bác sĩ cắt hẳn một cái khúc ruột của bệnh nhân nó ra, nhưng mà nếu mà chỉ cần tắt một cái động mạch vành treo thôi là bệnh nhân rất là đau đớn. Ba là bị chi phối bởi các sợi A delta và sợi C, biểu hiện mà đang xuất chiếu và kết hợp với các rối loạn của hệ thần kinh thực vật. Cái này có nghĩa là các cái đau ở nội tạng và ở phần ngực á, thì khi mà đau chúng được dẫn truyền hai lá, một là lá thành hay là lá tạng,
lá tạng á, thì nó dẫn truyền theo theo sợi cảm giác của hệ giao cảm hay phó giao cảm của hệ thống thần kinh thực vật. Lúc đó nó sẽ đối chiếu với các cái đốt sóng tương ứng và nó sẽ quy chiếu sang cái diện tích da bên ngoài để gây đau. Ví dụ như là khi mà bị đau tim á, tim á thì được hình thành nó hệ kỳ bào thai là ở ở cổ với ở ngực trên, nên mà khi giới hạn bởi cái đốt sóng cổ thứ ba tới cái đốt sóng lưng thứ năm, nên khi bị đau á thì nó sẽ quy chiếu ở bên ngoài, nó làm đau một nửa cổ, đau lan ra vai, đau đau xuống cơ ngực, đau toàn chi với là đau trước xương ức. Còn ví dụ thứ hai chính là cái dạ dày chúng ta ở thời kỳ bào thai á, nó hình thành ở cái đoạn mà D7 tới D9, có nghĩa là lưng 7 tới lưng 9 á. Bởi vì khi đau á thì nó không đau ở vị trí dạ dày mà nó đau ngay trong cái vùng thượng vị với vùng trên đốt. Còn cái lá tạng, lá thành, lá tạng thì dẫn truyền theo thống thần kinh thực vật, còn lá tạng thì nó đau đâu thì nó sẽ bị đau cho nó đau, bị đau tổn thương thương cái tạng nào thì nó sẽ đau vị trí đó. Bởi vì có hai cái đường dẫn truyền như vậy, bởi vì khi mì bị một đau một tạng thì nó sẽ quy chiếu sang hai cái vùng. Ví dụ như là khi bị đau ruột thừa đi, thì ruột thừa được hình thành thời kỳ bào thai ở D10 đến D11, thì theo lá tạng thì nó dẫn truyền nó làm đau ở trên cái vùng quanh đốt. Còn cái lá thành á, thì nó dẫn đạo ở cái hố trụ phải vì có hai vùng đang chém đau với nhau. Sau đây chúng ta sẽ nói về siêu liver trong đa mạng tính. Chúng tôi có nói là có cái ký chất là chất B mà nó liên quan tới đa mạng tính và tôi sẽ nhắc tới. Trong sinh nát của đa động thứ hai sinh sau thể sống á, thì cái kích thích á, tác động như sợi C. Sợi C này nó sẽ tiết ra chất B. Người ta nghiên cứu thì vẫn có một số chất khác nha cô, là có glutamate với một số chất khác, nhưng mà người ta chưa có tìm ra. Rồi cứ thích lên cái mạng sau synap, là cái mạng sau này đó nó khử cực thì che đau mạng. Cái lý do đau mạng mà không phải là đau sắc tính đó chính là cái chất B, và cái chất B là chính là cái một cái peptide, mà peptide thì có cái tính chất là tiết chậm, tức là cũng chậm luôn, nên sau kích thích vài giây nó mới tiết ra và nó sẽ tồn tại nhiều giây sau khi kích thích đó mất. Bởi vì gây cảm giác đau mạng, đau mỉ và đau tăng dần. Để làm rõ hơn cái ảnh hưởng của đau mạng tới cái sợi xe này, có một cái nghiên cứu của khoa thần kinh bệnh viện đại học Olivo Oslonawi nói rằng thực hiện các bản ghi để mô tả các sợi thần kinh cho các sợi xe của bố ngoại thần kinh mát ở bệnh nhân đau mạng tính, xác nhận các bệnh nhân này thì có một cơn đau gần đây và có các dấu hiệu của đa căng chích. Thì chúng ta thu nhận các cái bản ghi từ tổng số 103 sợi và thấy rằng mọi cách dẫn truyền thấp xuống đáng kể, thấp hơn so với sợi C của các tế bào của màng năng cận. Và những sợi C, sợi này làm trung tâm phản xạ sinh trùng, phản xạ nhanh của chúng không chỉ dừng lại sự đau đớn và đau nhức liên tục, còn làm đỏ và nóng lên như hội chứng đau mạng tính. Cái này nó có liên quan tới cái hiện tượng mà mỗi synap, hiện tượng mỗi synap chúng ta học ở sinh lý hai có nghĩa là ở những cái chỗ mà gây đau, gây viêm á, thì nó sẽ kích thích cái sợi xe này tiết nhiều hơn, tiết nhiều cái chất chẳng hạn chất B mà tôi nói hồi nãy á, nó tiết nhiều hơn. Mà khi tiết nhiều hơn á thì cái chỗ bị viêm nó sẽ đau nhiều hơn, mà khi mà hàng này tiết nhiều hơn á thì nó làm cho cái tốc độ dẫn truyền nó thấp xuống. Chúng ta nói về cái siêu fiber trong khó thở và cùng mô kẽ. Chia receptor là các cụ thể của sợi xe, là các tế bào cảm giác nằm trong khoang phế nang được xếp chồng lên nhau. Cái này có nghĩa là xếp chồng lên nhau, cái chữ chay là lấy cái từ này. Và các mao mạch phổi, những thứ đầu này thì kích thích bởi sự ứ máu của mao mạch phổi hoặc sự tăng mô gãy phổi. Sự ứ máu của các mao mạch phổi có thể xảy ra khi máu bị tích tụ trong mô phổi do khối lượng chức năng bên trái và sự tăng lên khối lượng mô kẽ sẽ gây ra trường hợp buồn phổi. Mặc dù vai trò của thụ thể chay trong sinh lý bình thường không được biết, người ta nghĩ rằng kích hoạt cái chay thể này nè có thể là một trong những kích thích dẫn tới cảm giác khó thở trong quá trình suy tim trái hoặc buồn phổi. Cái này chúng ta sẽ nói sơ thôi, phân tích từ phía bên sau. Nó nằm ở cái thành phế nang này tới cái thành của mao mạch phổi. Chúng ta nói về một cái mô kẽ, bao gồm những dấu hiệu ít quan diễn tả tổn thương trong sản mô kẽ gây giao dịch cho tế bào và miếng vi khí. Hội chứng này thường gặp ở các bệnh lý mãn tính. Hội chứng mô kẽ với tổn thương dạng đường cơ lây gặp trong các trường hợp cùng phổi cấp khi có sự mất cân bằng của các lực Starling gây thoát mạch từ trong đầu mạch ra ngoài mô kẽ. Giai đoạn này sẽ có hình ảnh cái đường cơ lây rồi đến phát triển từ trong phế nang với hình ảnh hình mờ hai bên phổi dạng hình kính bướm. Tại sao còn có phân biệt của bệnh phổi kẽ? Thật ra là hai cái bệnh này nó khác nhau, nó không giống nhau. Bệnh phổi kẽ thì nó gây bởi cái tác nhân bên trong bên ngoài gây viêm, là hình thành cái sẹo trong mô phổi thôi. Thật ra là cái hệ thống thương ở như mô phổi. Còn này hội chứng cái này thì
ly tiểu thị với mạng phở. Đây là hình dạng của cái đường cơ lay. Đây nè, cái đường cơ lay có đường ngang ngang màu trắng. Nhưng mà nếu mà có tổn thương phế nang luôn á thì nó không còn những cái chỗ mà đen đen để cho chúng ta nhận biết được những cái đường này đâu. Những cái chỗ đen đen nó sẽ trắng luôn, bởi vì có hình những chứng mới. Lưu ý tổn thương mô kẽ chỉ thấy trên phim X quang khi tổn thương thuần nhất không kèm theo tổn thương phế nang. Tổn thương mô kẽ có thể biểu hiện dạng bóng mờ đường nót lưới, nót lưới tính mờ tổ ong giải đông đặc. Thì cái này là giống như tôi nói nãy, nếu mà có cái tổn thương phế nang luôn thì nó không thấy rõ được cái đường cơ lay nãy. Giá trị của dấu hiệu giá trị nhất chính là bóng mờ của hình chế gọi là tác động của phụ mô kẽ đến C-fiber. Người ta cũng làm một số thí nghiệm, cái thí nghiệm hồi nãy ra cận mà ghi lại, là đầu tiên là ghi lại xung điện của sợi thần kinh phụ và tim và tĩnh mạch dung dịch. Dung dịch này chủ yếu là để làm tăng áp lực thẩm thấu cho hệ mạch phổi thôi, cho lượng nước trong mô kẽ phổi và khám phá hình thái mô phổi. Và lúc đó xác định có phù lề rồi, kết thúc quá trình truyền cho những lá phổi đã bị tắc và biến chứng phù tần số truyền sóng của các sợi xa ở cái quản phổi và các vật thể kích ứng nhanh tăng lên gấp 5-6 lần. Cái mục đích của phi nhiệt này chính là làm tăng lên đồng thời cái mao mạch phổi, làm tăng lên đồng thời áp lực của mô kẽ luôn. Vì vậy lúc này tên người ta xác định được là cả cái người đó bước nhanh mà nó bước chậm, có nghĩa là A delta với sợi C đều tăng lên, cả hai đều tăng lên. Ý nghĩa quan trọng là trong hoạt động với vật thể đáp ứng chậm là có một sự gia tăng khi giảm phát, khi nước trong phổi tăng cao nhưng áp lực máu phổi đã được khôi phục bằng cách rút máu từ phổi về. Thì hoạt động của các vật thể đáp ứng nhanh mà chậm trở lại đến hoặc dưới mức kiểm soát, nhưng sợi C vẫn còn mức kiểm soát, có nghĩa là lúc đầu người ta làm tăng cái áp lực của nhân mô phổi lên là bao gồm cả mô kẽ với cái mao mạch luôn. Lúc đó là cả hai loại sợi đáp ứng nhanh và đáp ứng chậm nó đều tăng lên cả. Nhưng mà khi người ta rút máu về thì lúc này thì áp lực của máu giảm ở mức bình thường rồi, còn nhưng mà cái áp lực của mô kẽ thì vẫn còn cao. Thì lúc này người ta đo được thì chỉ có nghiêng cái sợi C-fiber này để nó còn cao, còn mấy kia nó giảm xuống chân. Các sợi xe phế quản cái thích trong một khỏi nặng có dấu hiệu sưng phù quanh phế nang, phế quản trên điểm và phù này phế nang nhưng không bị kích thích ở mức độ phù nhẹ hơn. Có thể là cái thành của phế quản nó dày như cái thành của phế nang nên khi kích thích thì cần một cái kích thích nặng hơn kích thích của phế nang. Kết quả thu được ủng hộ thêm cho cái giả thuyết Pantan 1969 rằng các sợi xe trong phổi, the chain receptor, được kích thích bởi sự gia tăng áp lực kẽ nặng nề do vùng phù nề. Cơ chế kích thích sợi xe gây thoát khỏi trong phù kẽ phổi. Theo cái sơ đồ thì chúng ta thấy là khi mà cái phản xạ chain nó xảy ra thì kích thích cái chain receptor làm giảm nhịp tim, hạ huyết áp, thở nhanh sâu, làm yếu các cơ trong các cơ hô hấp. Thì cái này chỉ cái sơ đồ tôi đưa các bạn coi trước tiên, chúng ta sẽ biến như sau. Cái cơ thể chay là cái đầu mút tận cùng của thần kinh cảm giác nằm trong cái thành phế nang ở cạnh với cái mao mạch phổi của phổi và được kích thích bởi cái sợi thần kinh lan can. Sợi mùi chú ý là cái tiếp xúc này nè. Thì cái sợi chay này đáp ứng với các thực trạng như là phù phổi, thuyên tắc phổi, viêm phổi, suy tim sung huyết và chấn thương huyết áp, gây giảm oxy, do đó dẫn đến sự gia tăng không khí. Có nghĩa là khi mà kích thích cái sợi chay, cái tiếng cụ thể chay thì sắp tới là đồng nghĩa với cái gì mà kích thích cái sợi thần kinh lan can luôn, đó gây một hàng loạt cái phản ứng như hồi nãy là gây đi hạ đi chạy nhịp tim, hạ huyết áp, rồi lúc đó thì chúng ta phải thở nhanh sâu để mà bù trừ lấy sự thiếu oxy. Đáp ứng phản xạ được tạo ra là ngưng thở sau khi thở nhanh, nhịp tim chậm, hạ huyết áp. Quan trọng cái sinh lý của phản xạ này là không chắc chắn, nhưng nó có thể xảy ra các trạng thái bệnh lý như tắc nghẽn phổi hoặc viêm tĩnh mạch. Chúng tôi tóm lại cái phần thuyết trình này là cái C-fiber chính là những sợi thần kinh gây cho nên cho các đau khó chịu, nhức nhối trong các cơn đau mạn. Ngoài ra thì các cụ thể chay trên các sợi xe là nơi cảm thụ với các thay đổi trong một kẻ phổi như phù phổi, thuyên tắc phổi, viêm phổi, suy tim sung huyết, từ đó cũng kích thích lên 10/10 gây hạ huyết áp, giảm nhịp tim, yếu các cơ xương cho các cơ hấp. Tình trạng đó gây giảm oxy, do đó tăng không khí, gây tăng không khí và cơ thể sẽ đáp ứng phục trường bằng cách thở nhanh sâu và có thể ngừng thở sau khi thở nhanh để đối với sinh lý. Hai các bạn trình bày rất là sâu. Còn thầy nói bài này là Western hay Trung Quốc?
Trà Lê không khảo được. 2, 4, 6, 8, 7. Đấy, còn gì nữa? Bài sử dụng các thuật ngữ rất sâu và rất là hay, dịch rất là chuẩn xác, đồng thời các phần ứng dụng lâm sàng rất là nhiều. Có nghĩa là bạn ứng dụng các basic vào trong lâm sàng rất là tốt. Để thầy quyết định thưởng cái này là 150 cặp. Đấy, thầy thưởng thì tắt máy chạy.